Xin chào cả nhà, hai tập cuối trong phần 1 bộ phim Sinh vật thần thoại được mở đầu bằng cảnh tượng đầy nhục nhã của thanh tra Philo. Khi những người đồng nghiệp không những không tin anh vô tội mà còn mắng chửi sỉ nhục anh là thằng con lai đáng ghê tởm. Họ mang danh nghĩa bắt giữ tội phạm để nhốt anh vào nhà giam chờ ngày xét xử, nhưng thực chất họ lại cho người đánh anh thừa sống thiếu chết. May thay Vinny lúc này cũng bị bắt giam ở buồng bên cạnh nên kịp thời cảnh báo cho anh tránh đòn, chẳng mấy chốc buồng giam bỗng trở thành sàn đấu. Song vụ đó anh cảm ơn Vinny vì đã nhắc nhở mình. Bù lại bản thân cô vốn cũng chưa muốn thấy anh đăng xuất sớm như vậy. Tiểu thư Imogen vừa trở về nhà sau buổi tiệc đấu giá thì người giúp việc đã vội lo lắng. Anh trai cô đang rất bức xúc vì cả ngày hôm nay cô ngang nhiên khoác tay cùng một người dê nhông nhổng khắp các buổi tiệc. Anh cho rằng nếu gã người dê hàng xóm đó thật sự muốn gia nhập thế giới loài người, gã phải chấp nhận luật chơi của họ. Anh sẽ thỏa thuận giao kèo giúp gã hòa nhập được với những mối quan hệ xã hội loài người, chỉ cần vậy thì cô em gái sẽ không cần đi cùng gã ta nữa. Mặt khác, Jonas không đưa Sophie lên giường mà đưa cô ấy lên xe nhún. Sau lúc đó cô cảnh báo rằng đế chế của cha anh đang lụi tàn và anh sẽ không thể cứu vãn được gì. Hãy lo tính toán cho tương lai đi. Tourmaline lo lắng vì tối qua Vinny không về nhà. Đến cảnh sát định báo án thì mới biết cô ấy đang bị tạm giữ phải đóng phạt nếu muốn ra ngoài sớm hơn. Dĩ nhiên số tiền chuộc cũng khá lớn, cần đến 50 gulden. Tourmaline vừa trở về lo đi vay tiền nóng thì bà chủ nhà trọ đến nói với cảnh sát rằng Philo không phải hung thủ giết người. Cũng không phải con lai như những gì cô nói, chẳng qua lúc hai người cãi nhau cô đã bịa chuyện để hại anh ấy. Tuy nhiên thủ tướng lại cần nghe chính miệng Philo nói ra sự thật rằng anh không giết người và cũng không phải con của cô ca sĩ tiên, anh chỉ là người bình thường không phải con lai giả dối. Chỉ cần anh xác nhận những điều trên ông sẽ lập tức thả anh ra khỏi nhà giam, cơ hội ngay trước mắt nhưng Philo lại không nắm bắt. Anh buộc miệng thừa nhận tiên tử bị sát hại đó đúng là mẹ mình, thủ tướng bực tức nói không nên lời giận đùng đùng bỏ đi. Vinny cho rằng hành động này của anh sẽ làm mẹ rất tự hào. Liên kết từ những cái chết lại đều là những người biết rõ thân phận nguồn gốc của Philo, anh bắt đầu thắc mắc vì sao đêm đó dưới hầm con quái vật ấy lại không xuống tay với mình. Có thể nó chưa biết anh là ai nên cần truy lùng từ họ để tìm ra Philo. Vinny cho rằng mọi chuyện chưa kết thúc, sớm muộn hắn cũng sẽ sai thứ đó lấy mạng anh. Phía bên này Jonas đến học viện nhưng lại tỏ vẻ không muốn học, còn khinh thường thầy giáo vì đôi giày ông bẩn. Thầy cần việc này lắm sao? Chỉ cần báo lại tôi có đi học và đang dần tiến bộ, còn tôi sẽ nói với hiệu trưởng ông dạy như shit để đổi giáo viên khác. Tuy nhiên thầy giáo lúc này lại nói về ông chỉ muốn dạy cậu thành người có giá trị. Đã đến lúc phải biết lo cho tương lai, câu nói đó khiến Jonas phải suy nghĩ lại, ông không giống những người thầy trước đây của tôi. Về phía tiểu thư Imogen, cô vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện vì bức tranh mà nhân dương đấu giá tặng mình, trên đó vẽ người phụ nữ có cánh của thiên thần nhưng lại hướng xuống địa ngục. Còn người đàn ông là ác quỷ nhưng lại hướng về thiên đường. Bức tranh ẩn dụ chẳng khác gì hoàn cảnh của họ hiện giờ. Có lẽ cuối cùng anh ta không phải ác quỷ như ngoại hình xấu xí này. Xem tranh xong, nhân dương đưa cô đến xem một phát minh mới toanh do cộng đồng người dê chế tạo. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc bóng đèn phát sáng, tiểu thư mắt sáng rực như lần đầu bắt được vàng, cảm xúc của cô chuyển biến từ ngưỡng mộ sang càng ngưỡng mộ hơn. Cô thừa nhận với người dê rằng cô thật sai lầm khi trước đó đã xem thường anh, và để tạ tội với người dê cô quyết định cho anh ấy dê cả người. Trong khi đó, đồng loại của anh ta, những người dê không có tiền tài, địa vị lẫn công danh đã bắt đầu trả thù loài người. Họ đánh đập kẻ từng bắt nạt họ trên phố, dù cầu xin cỡ nào cũng sẽ không tha thứ cho hắn ta. Ân oán giữa nhân loại và bán nhân rốt cuộc không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc. Về phần Philo thì anh bị bắt đến gặp riêng thủ tướng tại một căn nhà nơi hẻo lánh hoang vu. Thủ tướng nghĩ Philo là hung thủ giết cô ca sĩ tiên nên định dùng súng đoạt mạng anh xem như trả thù. Không may đúng lúc gay cấn thì súng bị kẹt đạn bắn hụt lên trần nhà, làm suýt tí nữa Philo tụt con bà nó hai hòn bi vào trong. Anh cố lấy lại bình tĩnh giải thích, tôi không giết mẹ, thậm chí còn không biết bà ấy là ai. Ngày đầu tiên tôi gặp thì bà ấy đã nằm trong vũng máu rồi. Nhìn vẻ mặt đau khổ của thủ tướng, Philo cũng thầm đoán ra được ông ấy chính là cha ruột của anh. Bản thân thủ tướng lúc này cũng không giấu giếm nữa. Ông thừa nhận và kể lại rằng hồi ấy ông là sinh viên đại học, gặp bà lần đầu ở khu triển lãm, bà là nữ hoàng còn ông chẳng là gì cả. Những người xung quanh trêu chọc khi biết ông có ý với bà, nhưng ông không hề cảm thấy xấu hổ. Trái lại, bà ấy còn vì ông mà đuổi những kẻ hợm hĩnh kia đi. Khi mùa đông tới, hai người đã đến ngôi nhà này. Đó là những ngày tháng lạ lùng và đơn giản nhất đời ông. Cho đến một ngày khi bị cha ông phát hiện và ngăn cách chuyện tình giữa hai người, nếu vẫn ở bên bà ấy có lẽ ông đã chẳng thể nào tiến xa được như hôm nay. Hiện giờ tất cả mọi người đều biết Philo đã bị xử tử, vậy nên ông khuyên con trai mình hãy giả chết để giữ an toàn, bù lại ông hứa sẽ giúp anh bảo vệ Vinny. Cũng trong lúc đó, Vinny giả vờ treo cổ tự vẫn rồi nhờ Tourmaline khuấy động không khí, đợi lúc lính canh ập vào cô tung cước đá giò lái định phá vòng vây để thoát khỏi đây. Không may toàn lính khác đã kịp thời ập vào trấn áp cô ngay tại chỗ. Thủ tướng phu nhân biết Jonas dạo gần đây thường xuyên qua lại với Sophie nên khuyên nhủ anh nên tránh xa cô ấy. Bởi gia đình đấy ai cũng đều là rắn độc, nghe người yêu bị động chạm nên Jonas nổi cáu quát vào mặt mẹ.
đẻ thằng con đau bụng thà đẻ quả trứng ăn còn ngon hơn. Bà tát Jonas một phát nhưng lại chạy vội theo xin lỗi vì sợ làm thằng bé bị tổn thương. Ngay đêm hôm đó, nhà tiên tri đi theo phục vụ nhà thủ tướng bỗng bấm quẻ được điềm xấu. Bà nhanh trí trộn một lọ độc dược màu xanh và uống cạn trước khi con quái vật bạch tuộc xuất hiện. Nó tiễn bà thăng thiên chỉ trong vòng một nốt nhạc. Phía bên kia, thủ tướng quay về đồn cảnh sát viết thư định trả lại tự do cho Vinny thì bất chợt bị một người dê cải trang cảnh sát tấn công. Hắn ta đâm nhiều nhát dao về phía thủ tướng như thể hận ông ta đến tận xương tủy. Hung thủ sau đó cũng đã bị tóm nhanh chóng. Jonas nghe lời mẹ đến nhà Sophie yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này. Vì quá cay nên cô đã nói rằng mẹ anh và bố cô từng xúc than với nhau. Vậy nên giữa anh và cô có thể là cùng chung một huyết thống. Jonas kinh ngạc bởi cô ấy đã biết trước điều này nhưng tại sao vẫn đồng ý lên giường cùng anh. Sophie không tiện giải thích mà chỉ đưa cho anh một mảnh giấy lời nhắn. Đúng lúc này hầu cận đến thông báo nhà thủ tướng triệu hồi anh về khẩn cấp. Jonas quay về gặp người bố đang bị trọng thương, chất vấn vì sao ông chưa từng coi anh là người kế vị. Hóa ra phu nhân bao lâu nay vẫn là mẹ ruột chứ không phải mẹ kế. Chỉ có điều dòng máu trong người anh không phải của thủ tướng mà là của Richter. Vì một phút nông nổi không kìm chế được mà Jonas đã tiết lộ ra bí mật động trời này. Sau lần xúc than hôm trước, tiểu thư Imogen càng quyến luyến anh chàng người dê, nửa đêm sẵn sàng đội mưa đội gió sang nhà anh rồi còn làm dáng vẻ khiêu gợi. Thấy vậy, người dê tỏ ra hất hủi để đuổi cô về. Nếu có người biết cô đến đây chắc hẳn danh tiếng của cô sẽ bị phá hủy. Anh ta muốn tốt cho cô nên mới tỏ ra lạnh lùng và bất cần, nhưng tiểu thư biết rõ anh chàng này đã nghiện mà còn ngại. Cô tấn công dồn dập khiến anh không kìm chế được, thế rồi hai người lại xúc than hiệp hai, mà cảnh tượng mát mẻ phun hướng dẫn này lại bị anh trai tiểu thư trông thấy. Anh ta lén đột nhập vào nhà, nhìn thấy em gái mình đang ôm Nhân Dương ngủ liền nổi khùng lên, ném quần áo và kêu cô về nhà đợi. Anh cầm súng chĩa vào Nhân Dương thì cô cầu xin anh hãy bình tĩnh. Nhân lúc anh trai không đề phòng, cô còn đánh rơi khẩu súng và bị anh ấy nắm đầu dạy cho một bài học. Mày đúng là nỗi ô nhục của dòng họ, vì sao dám giao hợp với một con thú kia chứ? Người dê bị sỉ nhục bao nhiêu cũng không sao, nhưng chỉ cần động đến một cọng lông nách của người anh yêu thôi là tới câu chuyện liền. Hai người như song kiếm hợp bích, vừa đánh vừa dọa để mở đường cao chạy xa bay. Cái chết của nhà tiên tri đã làm náo loạn khu phố tiên. Philo đang lẩn trốn cũng không thể không đến hiện trường. Tại đây anh phát hiện lá gan của bà vẫn còn nguyên vẹn. Có thể do độc dược khiến con quái vật chê, nhờ vậy mà bà vẫn còn thều thào được vài câu. Ta đang ở giữa ngày và đêm, giữa sự sống và cái chết, đang thấy rất rõ ràng đó là máu của cha ngài. Hóa ra những lời này chính là lời tiên tri về cái chết của ngài thủ tướng. Lúc này ông gọi vợ vào phòng và nói ra tất cả âm mưu của bà từ trước. Từ việc bà gian díu với Richter, kể cả việc bà lo sợ đứa con trai ngoài giá thú của ông sẽ cướp đi địa vị của Jonas. Tuy ông cố giải thích đứa con đó sẽ không làm được gì vì nó là con lai, thế nhưng bà vẫn rất tức giận, vừa bóp cổ vừa kêu ông nói ra tung tích của đứa con lai ấy. Cảm xúc mãnh liệt khiến bà không thể nào ngừng tay lại. Cuối cùng khi thủ tướng không còn hơi thở, bà nhẹ nhàng dùng dao rạch một đường trên bụng ông để moi lá gan ra ngoài. Sau khi thủ tướng chết, nhà tiên tri chỉ kịp chăn chối lại một câu người ngài thương đang gặp nguy hiểm, rồi bà ấy cũng ngủm củ tỏi. Trong túi áo thủ tướng, bà vợ phát hiện ra lá thư bảo vệ Vinny. Vô tình lại khiến bà nghĩ cô chính là con riêng của ông với tiên tử nên lập tức nổi khùng lên. Khi phát hiện ra xác của thủ tướng cũng là lúc phu nhân biến mất. Mọi người bắt đầu chĩa mũi tên nghi vấn vào nhóm người dê, đồng thời Jonas phải chuẩn bị cho kỳ bầu cử tiếp theo vì anh sẽ trở thành thủ tướng thay cha. Lúc bấy giờ Vinny đã bị thủ tướng phu nhân bắt đến hang ổ của bà, đồng thời bà cũng cho cô biết bà chính là quỷ vương. Cảm nhận được Philo đang tới, bà ta kết nối đôi mắt với quái vật điều khiển nó đuổi theo Philo, cả hai chạy trong đường ống đến một cánh cổng. Anh bất ngờ chặt dây cho chiếc cổng rơi xuống đè ngang người quái vật, tiếp đến dùng hung khí chặt đầu nó ra làm từng khúc. Vật thể bị phá hủy cũng khiến thủ tướng phu nhân mất kết nối, cảm nhận được sự đau đớn bà ta lập tức bỏ đi để lại Vinny với một con dao bên cạnh. Philo vào trong thấy có rất nhiều xác động vật mất bộ phận, chưa kịp nghi ngờ thì bà ta đã xuất hiện và nói mọi chuyện nên chấm dứt tại đây. Philo không quan tâm đến chuyện đó mà hỏi Vinny đâu rồi. Khi biết cô ấy vẫn còn sống, Philo chậm rãi tiến đến gần bà ấy hơn. Đến đây bà cũng nói cho anh biết sở dĩ bà đã đọc được bức thư do mẹ anh viết, nội dung nói rằng anh chính là con riêng giữa bà và thủ tướng. Philo biết mẹ đã làm mọi thứ để bảo vệ mình, nên không có lý do gì bà phải viết thư tố cáo con trai như vậy. Cứ thế Philo bước đến yêu cầu bà phải nói rõ mọi chuyện, vừa bước chân lên bậc thang anh đã bị con quái vật kéo xuống. Điều này đúng với nguyên lý quái vật là bất tử cho đến khi quỷ vương chết, bà ta bỏ đi rồi đóng cửa lại để không cho anh chạy. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều mang dìu đến định khô máu với quỷ vương, nhưng con quái vật quá mạnh đã dễ dàng đánh anh bay đi, bà ta tiếp tục điều khiển nó nhấc anh lên. Đang nghiêng phần thắng thì bà bị Vinny đâm cho một nhát xuyên họng. Vì chủ nhân đã chết nên quái vật cũng phải xuống địa ngục. Vinny lập tức bay xuống ôm chầm lấy Philo, may quá không sao rồi. Sáng hôm sau, Jonas tập họp các chuyên gia để thực hiện chiến dịch truy bắt tòng phạm đã giết chết thủ tướng. Mọi người vừa rời khỏi phòng, Jonas đã gọi thầy giáo đến đưa cho ông một lá thư uy hiếp.
Trong thư, tiên tử đã uy hiếp mẹ của anh một số tiền để không tiết lộ việc anh không phải con ruột thủ tướng. Khi đọc xong bức thư, thầy giáo khẳng định đây không phải do tiên tử ấy viết. Đây cũng chính là điều mà Jonas lo lắng nhất. Lúc này Jonas không còn cần ông làm thầy giáo nữa mà có ý mời ông làm cố vấn đặc biệt cho anh trong nhiệm kỳ làm thủ tướng sắp tới. Bên này Vinny quyết định rời đi cùng Philo, cô ra bến tàu và được tua Merlin đi theo tiễn biệt. Không ngờ việc thủ tướng bị người dê sát hại lại khiến tất cả loài bán nhân khác bị cấm vận không được rời khỏi thành phố. Vậy nên khi Philo đưa Vinny đến bến tàu, cô nàng đã bị nhân viên soát vé chặn lại. Cũng may anh chàng nhân dương hàng xóm đã sớm cùng tiểu thư Cao chạy xa bay trên một con tàu. Lúc này Jonas đang đọc lại bức thư thì phát hiện nét chữ bên trong giống hệt với nét chữ của Sophie. Anh lập tức mang nó đến cho cô ấy giải thích. Không ngờ cô lại thừa nhận mình chính là chủ nhân của bức thư đó, là người đứng sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Nhờ lá thư gây ra hỗn loạn này mà anh mới có được chức thủ tướng. Từ giờ hai người là bạn hay thù đều do anh quyết định. Trước cuộc họp đại biểu, Jonas tuyên bố từ giờ anh sẽ bảo vệ người dân Berg và chống lại những kẻ phá hoại bằng cách nhốt tất cả người thú lại. Sophie cũng tuyên bố đảng đối lập của cô cũng sẽ ủng hộ anh chống lại kẻ thù chung. Nội dung video hôm nay đến đây cũng đã khép lại phần 1 của bộ phim Sinh vật thần thoại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nhé!